Xin chào các bạn đến với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới, đó là chiếc máy phun khói 150SK. Chiếc máy này được làm từ thép không rỉ, rất là chắc chắn và bền đẹp. Đây là bình chứa dung môi, bình chứa xăng, bộ chế hợp khí, van của xăng. Đây là ống phun, đây là van hóa chất và núm điều khiển hóa chất. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các phụ kiện của chiếc máy này, bao gồm adapter sạc bình ắc quy, một sách hướng dẫn sử dụng, bộ hoa mai và vò phun xăng. Đây là que để làm sạch ống phun, phễu châm hóa chất, bộ dụng cụ sửa chữa và dây đeo vai. Chiếc máy phun khói 150SK này có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống, ví dụ như là để phun diệt trừ côn trùng, sâu bọ cho hoa màu, hoặc là phun rửa vệ sinh chuồng trại, nhà xưởng hoặc là sân vườn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành của máy. Các bạn pha dung môi tạo khói và hóa chất và đổ vào bình này, sau đó đổ xăng vào bình chứa xăng. Các bạn muốn khởi động thì các bạn sẽ vặn núm mở xăng theo ngược chiều kim đồng hồ và ấn công tắc đề từ 5 đến 6 giây, sau đó thì máy sẽ nổ. Các bạn đợi khoảng 15 đến 20 giây, sau đó mở van khóa hóa chất, điều chỉnh lượng hóa chất ra sao cho lượng khói phù hợp. Khi các bạn muốn tắt máy thì các bạn sẽ khóa van hóa chất lại. Khi nào không còn khói thì các bạn sẽ tắt máy bằng cách vặn chặt van xăng theo nhịp kim đồng hồ. Lúc đó máy sẽ tắt. Cuối cùng các bạn mở nắp bình chứa hóa chất để cho lượng khí còn dư thừa thoát ra ngoài. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy phun khói diệt trừ côn trùng 150SK. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.